hôm nay hướng dẫn cho các bạn đến chỗ khu tưởng niệm tưởng Giới Thạch. Mời các bạn đi theo tôi nhé. Đây là cái đường bên cạnh của cái khu tưởng niệm tưởng Giới Thạch. Đây anh đến cái nhà chính, tòa nhà chính này đây. Đang ở dưới sân này, chỗ họ đang chụp ảnh kìa. Đây là quảng trường Tự Do, phía bên trong nhìn ra. Đây, đây.
Giờ mình sẽ đi đến cái tòa nhà chính giữa của cái khu tưởng niệm này. Hình như là họ đang sửa chữa bảo dưỡng mặt tiền của cái tòa nhà chính này không ạ? Lên đây mới thấy cái công trình là cực kỳ là vĩ đại. Đây là hình ảnh của Tường Giới Thạch. Thank you.
một cái cánh cổng to thế bằng sắt rộng thế này. Sắt. Chào em. Rồi, anh đang giở tay tí. Không có thì đi về dưới kia ăn. Dưới đâu? Bây giờ chỗ nào có mình làm nhé. Ở đây thì không có, chỉ có kén. Tí có đi ấy không? Đi đâu? Tí đi đến chỗ bảo tàng cố cung không? À kia ở bên này. Không, ngồi tàu, ngồi metro đi xuống. Nhưng mà tí nữa anh có ra bể cá không? Bể cá nào? Ra hồ cá kia, ngay mùng cây kia. Hai đứa đi ăn đâu đấy, anh lanh quanh tí rồi. Nhưng mà tí nữa anh lại trả lại cái ga chế biến lấy gì? Ừ, thì tí đi xuống ga đỡ đầu kia. Cái ga chế biến kia gì? Thế chừng nào đi thì nhảy em nhá. Để xem ở cái cổng nào chứ, cổng Bắc hay cổng Nam. Thì đi ăn nhưng mà chảy em chờ ông đi quay. Thank you.
đây là cái đường nối xuống metro và cái chỗ để đi vệ sinh. Bên dưới là toàn bộ là những cái gara ô tô để rất là nhiều xe. Chúng ta nhìn cái sân lên như này thôi nhưng mà dưới là toàn bộ là xe, các cái tầng hầm để xe hết, rất rộng. Lối của nó vào đây. Một đợt studio. Exactly.